Dạ, đây là nấm vào con rùa ban đầu. Adventure. Thì trước tiên á là mình đã biết là thiết bị của mình và máy in của mình đã thông rồi. Có nghĩa là phần cứng mình đã thông rồi. Thì mình thoải mái thôi, mình thoải mái mình download driver về thôi. Đúng không? Mình thoải mái mình download driver. 8630.gb là da băng đấy. Đúng rồi, để bằng nữa là cái đừng đau có thằng nào hết á, bên 11 bên 10 vậy được anh Phoenix à, mình đau về đấy. Sau khi đau về dạ, sau khi ra về đó, ra về con mới cầm mới nhắn tin cái gì đó, chị mới cầm nhắn tin cái gì đó. Con đứng mà đứng làm lâu ngày là nó cũng bầm bợm. Mấy sợi cây mình còn sẵn không mấy nào không anh? Mở đầu HB 3110 anh à, bấm đây rồi mà nó không dậy. Đây ạ, nè OK nè, chết nè, chọn dòng thứ hai nè, đấy nè, đấy nè, đấy nè, yên tâm chứ nữa, mình chọn cái F1 nè, TCP/IP nè, ok chứ nữa, em quay hết ra đang rồi nên không có phải lo cái đó chứ nữa, em gửi qua luôn mọi thứ là có hết rồi. 192.168.0.199 đúng không? Dạ, sau khi em biết nó vào xong rồi á thì mình sẽ kết nối vào cái wifi của cái máy in là chạy, không cần phải làm gì cả. Tuy nhiên để mà mỗi lần mà sử dụng á mà nó có báo lỗi về khay giấy cái đồ á thì cũng có nhiều người người ta in sai khổ giấy á, là khay giấy nó vẫn báo, thì những lỗi như vậy á thì chụp hình gửi qua cho em để em hướng dẫn. Em hướng dẫn dây máy tính chứ không dây máy in nữa, mình đã thiết đặt mặc định rồi thì mình hướng dẫn dây máy tính thôi. Nó đang dạy đó, nó làm thì nó hơi lâu là vì do là mình đấy rồi, nét luôn đấy, nét ta rồi, ok nó tự dạy. Thì trong quá trình khi mình cài xong nữa, mình nhớ mặc định cái máy in của mình. Cái thằng này thì nó hơi bị khó chịu chút, thằng Win 11 nó hơi khó chịu chút. More device bây giờ, more bây giờ. Ông này ông Win 11 này ông hơi khó chịu. Ông làm mệt mỏi lắm. Ông giấu đi những cái gì đấy. Mò này đấy, mình chụp phải thế thì không ok à, sau đó mình kết nối vào wifi của máy in, anh kết nối vào đi, thôi đấy đi anh,